quý vị và các bạn, đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức giao đất cho thuê đất nhằm đảm bảo về tính công khai và sự minh bạch trong quản lý và sử dụng đất. Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đấu giá quyền sử dụng đất còn bộc lộ một số hạn chế ảnh hưởng đến nguồn thu của nhà nước và quyền lợi của người tham gia đấu giá. Vấn đề này đang từng bước được khắc phục khi hệ thống các quy định về đấu giá tài sản đang dần hoàn thiện, đặc biệt là luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ năm 2017 đã quy định chi tiết và cụ thể hơn về các điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện luật đấu giá tài sản đã nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Vai trò quản lý của nhà nước đối với tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục được tăng cường. Nhờ đó, hoạt động bán đấu giá tài sản, đặc biệt là bán đấu giá đất có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.000 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền thu được là hơn 6.000 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm hơn 1.000 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm phát triển quỹ đất và các tổ chức đấu giá tài sản cơ bản đã thực hiện nghiêm các luật đấu giá tài sản và quyết định số 07/2018 của Ủy ban dân tỉnh về đấu giá quyền sử dụng đất. Do vậy, hoạt động đấu giá đã từng bước đi vào nề nếp, việc tổ chức đấu giá cơ bản đã đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch. Có thể nói là cái hoạt động về đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chúng ta trong thời gian vừa qua đã được quản lý chặt chẽ theo quy định của luật đấu giá tài sản và quyết định số 07 ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường quản lý trong cái hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thời gian vừa qua. Có thể nói là Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cũng đã có nhiều cái văn bản chỉ đạo cho Ủy ban dân các huyện, người có tài sản cũng như là các cái tổ chức đấu giá thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của luật đấu giá tài sản. Với thủ tục bắt buộc trước khi đấu giá phải niêm yết, thông báo công khai thông tin về thời gian, địa điểm, quyền sử dụng đất đấu giá, các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có cơ hội được tham gia. Đây là quy định nhằm hạn chế các tiêu cực trong đấu giá. Ngoài ra, với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ khi tham gia đấu giá, nên cho phép lựa chọn được nhà đầu tư có khả năng tốt nhất về kỹ thuật, về tài chính để thực hiện dự án. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều người quan tâm hiện nay là theo quy định, mặt bằng đưa ra đấu giá phải đáp ứng những điều kiện nào và nhà nước đảm bảo tính hợp pháp khi các mặt bằng được đưa ra đấu giá như thế nào. Theo quy định của Điều 119 của Luật Đất đai, thì hiện nay đất mặt bằng để đưa ra tổ chức đấu giá thì phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là đất đó phải có nằm trong cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Cái thứ hai là đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng xong và đất đó phải được đã có cái phương án đấu giá đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thì những mặt bằng như vậy thì mới được đưa ra để tổ chức đấu giá. Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp tạo ra mặt bằng giá trị trên thị trường đất đai công khai và minh bạch. Hiện nay có rất nhiều phương thức để xác lập ra giá thị trường của mảnh đất, thửa đất, nhưng cách tốt nhất vẫn được lựa chọn đó là đấu giá. Hình thức này được áp dụng rộng rãi sẽ tạo ra một mặt bằng giá cho thị trường, góp phần vào việc giải quyết những bài toán về việc xác định giá đất sát với giá thị trường. Các hình thức đấu giá hiện nay đều đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia. Hiện nay trên thực tế của tỉnh Thanh Hóa thì đang thực hiện hai hình thức đấu giá, là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Theo quy định của luật thì đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, tức là tại cuộc đấu giá, sau khi mà đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá thực hiện giới thiệu khách mời cũng như là công khai cái quy chế cuộc đấu giá thì sẽ hướng dẫn khách hàng cái cách ghi phiếu trả giá và khách hàng sẽ trực tiếp bỏ phiếu trả giá tại cuộc đấu giá. Và người điều hành cuộc đấu giá sẽ công khai kết quả của người trúng đấu giá tại cuộc đấu giá. Còn hình thức mà đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp thì người tham gia đấu giá sẽ nhận phiếu trả giá khi mua và nộp hồ sơ và đồng thời sẽ bỏ phiếu khi cùng với cái thời gian nộp hồ sơ. Và tại cuộc đấu giá thì người điều hành sẽ mời khách hàng lên giám sát cái việc mà khách hàng đã bỏ phiếu
Và tại cuộc đấu giá thì người điều hành chỉ việc công khai cái kết quả đấu giá mà khách hàng đã bỏ phiếu trước đó. Dù thực hiện bằng cái hình thức đấu giá trực tiếp hay là đấu giá gián tiếp thì cũng đều mang lại những cái kết quả rất cao so với mức giá khởi điểm mà người có tài sản đấu giá đã đề ra. Và nó đều mang cái tính công khai minh bạch cho những người tham gia đấu giá. Tuy nhiên hiện nay, qua công tác thanh kiểm tra hoạt động đấu giá tại một số địa phương cho thấy, hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Điều kiện về mặt bằng đưa ra đấu giá chưa đảm bảo theo đúng quy định. Một số nơi chưa công bố công khai lựa chọn tổ chức đấu giá. Đặc biệt có nơi vẫn còn tình trạng cò mồi đấu giá lộng hành, làm sai lệch kết quả đấu giá, ảnh hưởng đến nguồn thu nhà nước và các bên tham gia đấu giá. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra trong cái lĩnh vực này của Sở Tư pháp thì cũng thấy có nhiều bất cập, nhiều cái sai sót và thậm chí là vi phạm cần phải được khắc phục. Và các cuộc kiểm tra đó đấy, thì chúng tôi đã kết luận và đồng thời yêu cầu người có tài sản cũng như là tổ chức đấu giá tài sản, các doanh nghiệp đấu giá tài sản phải khắc phục và có nhiều trường hợp cũng phải xử lý theo quy định pháp luật. Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm là theo quy định, khi dự án đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đầy đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Điều này sẽ xử lý như thế nào để không làm giảm tiến độ thu thuế đối với nhà nước, gây lãng phí đất đai, chậm tiến độ triển khai dự án? Hiện nay thì nó có hai hình thức, có hai loại đất đưa ra tổ chức đấu giá, tức là đất tổ chức đấu giá cho cái tổ chức cá nhân là người nước Việt Nam định cư ở nước ngoài, và cái hình thức là đấu giá cho hộ gia đình cá nhân. Thì theo quy định của pháp luật cũng như là quy định tại các phương án đấu giá được cấp các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì nếu như người trúng đấu giá mà quá 120 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá theo quy định tại điều 72 của luật đấu giá tài sản. Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban dân tỉnh đã có chỉ đạo đối với các địa phương. Cụ thể, đối với các mặt bằng khu dân cư phải giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Nếu xét thấy không đủ điều kiện đưa ra đấu giá thì kiên quyết không phê duyệt các quyết định đưa ra đấu giá. Nếu đã tổ chức đấu giá thì có thể xem xét cụ thể chiếu theo quy định của pháp luật để hủy kết quả đấu giá. Sở Tư pháp cũng yêu cầu các tổ chức đấu giá không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khi biết rõ các mặt bằng dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các thửa đất đưa ra đấu giá chưa đủ các điều kiện để tổ chức đấu giá. Bên cạnh đó, các ngành các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nơi có đất bán đấu giá, bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau mỗi cuộc đấu giá. Lựa chọn các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có uy tín ký hợp đồng bán đấu giá tài sản. Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương thực hiện hiệu quả việc xác định giá khởi điểm để đấu giá đất phù hợp, sát với giá thị trường đối với từng thửa đất được đấu giá. Không để xảy ra tình trạng đưa ra giá khởi điểm quá thấp đối với giá thị trường. Trong thời gian tới, ngành tư pháp sẽ tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, linh hoạt lựa chọn các hình thức đấu giá, bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 40 về tăng cường quản lý trong hoạt động đấu giá tài sản. Về phía tỉnh thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai cái chỉ thị 40 của Thủ tướng Chính phủ. Và có thể nói rằng là kế hoạch đã được Ủy ban tỉnh ban hành. Và trên cơ sở đó thì giao trách nhiệm cho từng ngành từng cấp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ làm sao đảm bảo cho các hoạt động đấu giá và các cuộc đấu giá được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân, rồi là Sở Tài chính, rồi Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công an, Sở Tư pháp sẽ có cái phối hợp chặt chẽ trong cái công tác quản lý hoạt động đấu giá để mục đích làm cho cuộc đấu giá của chúng ta công khai, minh bạch và hiệu quả. Đấu giá đất công khai, minh bạch, đảm bảo các quy định sẽ giúp tăng thu cho ngân sách, góp phần vào việc giải quyết được các vấn đề khiếu nại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời xóa bỏ tình trạng xin cho, hạn chế những sai phạm trong quản lý đất đai ở các địa phương. Chuyên mục Góc nhìn luật sư ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.